Xin chào các bác, kỳ nghỉ Tết bắt đầu từ bây giờ. Đấy, vừa mới từ Hà Nội về đến quê đây. Gọi là quê thì cũng là Hà Nội nhưng mà ngoại thành các bác ạ. Thì đầu tiên là phải lao ra xem đào quất năm nay nào. Quất thì chưa nhưng mà đào thì là có cơ sở, nhà đang có mấy cây rồi. Và năm nào nó cũng ra hoa đúng dịp đấy. Cũng không phải chăm chiếc gì đâu. Đấy, thì có cái cây. Cây này là để chơi Tết đây, vì cái cây này chơi chậu. Chơi chậu để chơi Tết nhé. Cây này cứ từ từ đã, cây này tạm thời bỏ qua đã. Rồi còn nhiều. Cây này cũng thế, cây này cùng cái kia cùng một loại. Đào phai nhưng mà cánh kép. Anh nào thả ống lên ông trò nào. Đây. Nhưng mà cái không muốn khoe là không phải hai cây này, mà là ở ngoài này này. Thú đào ta này. Đây một cây này. Cây này nó chưa nở. Nở rồi nhưng mà nụ nó bé, cây này thì không đẹp. Mặc dù cây rất to nhé. Định ra đây, lan của ông anh này, nhiều lắm. Để đi xem, các bác nhìn vườn mà nhà em là cứ tưởng là mộc châu đấy các bác. Mà tưởng mộc châu đấy. Đây, báo cáo các bác, cây muốn khoe đây. Đào phai 5 cánh chuẩn. Đào phai 5 cánh chuẩn và hoàn toàn tự nhiên nhé. Rất già cỗi, gốc nó bằng to hơn bắp đùi thôi đấy. Đây, đào phai, màu hồng phai, hồng nhạt, 5 cánh. Cái giống đào này thì thực tế mà đào phai 5 cánh thì nó cũng nhiều loại lắm. Ở trên miền núi nó lại khác. Cái cây nhà tôi đây thì nó gần giống miền núi, vì dăm nó rất là to. Dăm nó to và hoa nó to, nó mập. Chứ đào ở miền miền xuôi ấy, mặc dù vẫn là đào phai nhưng mà nó dăm nó mảnh lắm, nó dăm nó nhỏ mà hoa nó nhỏ, nó dày, hoa nó dày quá. Ở trên trên vùng xứ lạnh hoặc miền núi ấy, đào phai nó cái dăm nó to và hay hoa nó thừa, hoa nó to lắm. Đấy. Cái giống này nó gần giống của mộc châu đây. Đấy. Cái giống đào phai này thì nó có cái nhược điểm là nó nở cái là bị gặp gió là nó bay hết ngay, nó rất là nhanh tàn. Cái tên đào phai cũng có thể là bắt nguồn từ đấy. Không chỉ là cái màu nó phai mà là nó nhanh tàn. Và các bác trưng Tết thì đẹp nhưng mà nó sẽ rụng xuống rất là nhiều ở phía dưới. Đấy. Và đây. Cánh hoa nó rất nhiều đây. Các bác nhìn vườn em cứ tưởng là miền núi đấy này. Đấy. Nhưng mà thực tế là Hà Nội. Hà Nội gần chứ không phải là Hòa Bình đâu nha các bác nhé. Hòa Bình sát nhập mấy xã vào Hà Nội mà. Đấy, Thạch Thất Hà Nội. Vườn bưởi như này này, đang thu hoạch bưởi diễn. Bưởi diễn rất là ngọt. Đất chúng tôi, đất nó cằn, rất là ngọt. Thì có cái đào này, nó bị chết mất mấy nhánh để phải cưa đi. Thực tế trồng đào rất là khó đấy nhá. Tất nhiên mình chẳng chăm bón gì cũng không kỳ vọng nhiều nhưng mà nó vẫn cứ đơm hoa kết trái. Đơm hoa và trái rất là nhiều. Đấy, nó bị chết một mấy nhánh to, một nhánh to, hai nhánh to và mấy nhánh bên kia đó. Mỗi năm là cứ hàng xóm mà ai thích là cứ lên là nhà đã quanh đào đẹp là lấy một vài cành về trưng Tết. Thì chắc cũng tất niên xong thì làm cái mâm cũng ra tiên thì cũng làm một vài cành cắm cho nó đẹp. Chứ bên sân, ngoài sân thì có cây rồi. Thì cái mùa mà có quả thì nó rụng xuống đây rất là nhiều. Quả nó chín nó rụng đây rất nhiều vì chẳng ai ăn mà. Đào thì ăn thì cũng chỉ ăn được vài quả chua. Thì nó mọc lên đây khá là nhiều. Nó vẫn là giống đấy. Đấy, nó mọc ở đây một cây nữa. Cũng là hạt nó rụng xuống nó mọc đây. Đấy. Trời nó khá là muộn. Nó cũng khá là tối nên có thể nhìn nó chưa rõ lắm. Các bác ạ. Đấy. Cùng một mẹ nhà nó đây. Cùng một mẹ của cây này, cây con của cái kia đây. Đấy. Nó mọc nhiều lắm nhưng mà cứ bị dẫm lên nó chết hoặc nó không lên được ấy. Nó mọc ở đây khá là nhiều. Đất nó cũng cằn quá. Đấy, cái mẹ nó đây. Đấy. Đấy, cái nhà ở trong cái lùm cây này nhìn cứ như là trong rừng các bác nhỉ. Đấy, cái gốc kia to lắm, đấy, trong kia là cái nhà xưa.
Đầu tiên thì cái video này muốn nói lên cái một chút làm nhà một chút đi, tản mạn một chút Tết nhất về không khí xuân các bác, chứ cây cối thì nó cũng chưa có nhiều, chỉ có một vài cây đào để quay để lấy không khí ngày Tết. Mình vừa mới về quê mà lâu lâu cũng mới về mà. Đấy thì nhìn cái hoa đào nở thì rạo rực lắm. Thì thực sự là Tết mà có thể nói là bắt đầu đến từ bây giờ rồi. Bắt đầu đến từ bây giờ. Khi mà con cháu về quê đông đủ, tụ họp gia đình, sắm sửa rồi trang hoàng nhà cửa, có những cái hoa mai, hoa đào nó nở, rồi là có điều kiện thì làm thêm cây quất. Đấy, làm thêm cây quất tùy vào mỗi nhà một cái hoàn cảnh, một cái điều kiện kinh tế và một cái thẩm mỹ mà mình chọn cho nhau những cái cành hoa đào hoặc là những cây quất nó ưng ý. Đấy, năm nay thì đào quất thì chắc là rẻ thôi, vì là nắng mà mang ra bán thì rẻ, bởi vì là cận Tết thì lại đợt nắng nóng như mùa hè, ví dụ như bây giờ đang nắng nóng. Đấy, thấy bảo có không khí lạnh nhưng mà chẳng biết có đã lạnh ngay chưa, nhưng mà đấy các bác ạ, thì Tết đấy, và đôi khi thì đôi khi hơi bị hơi bị nghệ sĩ một tí, là nhiều khi cứ đi đường nhìn thấy những cái cánh hoa đào rồi là những quả quất lăn lăn trên đường, cảm giác nó có một cái gì đấy nó khó tả các bác ạ. Nó là thực sự là Tết, và Tết trên mọi nẻo đường. Tết trên mọi nẻo đường, chứ không gì riêng Tết khi mà chúng ta của con người, của mỗi gia đình, mà nó là của vạn vật, của mọi khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam này. Đấy, Tết mà. Tết thì đối với con người là Tết là sum họp, Tết là của gia đình, Tết là rất nhiều. Đấy, nhưng mà Tết thì là khởi đầu cho mùa xuân này. Là đem đến mùa xuân. Đấy, có những cái nét mà nhiều khi chúng ta cứ nói là chẳng còn muốn Tết nữa, hay là cơ lo cơm áo gạo tiền đến cơm manh áo, nhưng mà thực tế là trong mỗi con người chúng ta thì đều có những cái chỗ dành riêng cho nó, từ thời thơ ấu cho đến khi lớn lên mang gánh nặng cơm áo gạo tiền rồi gia đình, nhưng mà đâu đó chúng ta vẫn có những cái tinh thần rất là nhân văn và yêu cái Tết, yêu những cái nét đẹp của ngày Tết. Đấy các bác ạ, như đây là có quả đấy, có thể là tản mạn hay là lai nhải một chút các bác, nếu mà không thích nghe thì các bác tắt hoặc là tua cho giúp em nhé. Đấy, ngày xưa mà em hay viết văn, hay thậm chí là còn muốn đăng tạp chí viết, nhưng mà nó cũng do dòng đời xô đẩy thì nó cũng không còn cái những cái đấy nữa, nhưng mà thi thoảng vẫn viết một số cái bài, nó là cái cảm xúc, khi mà cảm xúc nó lên cao thì mình muốn viết một cái gì đấy. Đấy, đấy các bạn, mình muốn viết một cái gì đấy. Đấy, thì là mượn cái cây đào phai năm cánh để nói một chút về không khí Tết. Và bánh chưng thì rất tiếc là hôm nay về thì ông nhà tôi thì ông ấy thì ông gói rồi, nên tôi cũng không phải gói, nhưng mọi năm thường là chờ tôi về là mới gói đấy. Và cả nhà trông bánh chưng như những ngày xưa đấy, không có cái gì là khác cả. Đấy, cho nên là rất là thích. Mà bây giờ lại có con cái nữa thì cho chúng nó xem những cái chuyện đấy nó rất là hay. Đấy, nó rất là yêu mến quê hương, yêu mến ông bà, bố mẹ. Đấy, xa rời đến những cái thành thị, những cái điện thoại, những cái máy tính, những cái trò game đại loại như vậy, chẳng cần gì phải giải trí cao mà vẫn làm cho con người ta rung động các bác. Đấy là cái cây đào phai, bây giờ vào xem nốt mấy cây đào trong kia xem có cái chỗ nào hay hay để mai là làm đôi cành. Cây này là cây xấu xấu đây,
Cái này thì gốc nó to lắm, nó cũng to bằng cái cây kia. Nó non hơn khoảng nó một vài năm thôi. Nhưng mà đấy, giống này thì đặc trưng của miền miền Bắc mà miền không phải miền núi á. Đào trung dân ấy, đào phai năm cánh nhưng mà dăm dày và nhỏ. Hoa nhỏ. Hoa nhỏ lắm các. Nơi này thì chỗ không khí thôi, trong nhà nó có cành đào thôi chứ. Chứ nó không đẹp, không đẹp. Mặc dù rất nhiều hoa nhé, nhưng hoa nó nhỏ lắm. Có một số cái hoa nó nở đây. Các bác nhìn có khi đứng được ánh sáng nó không nhìn thấy được đâu. Thôi, để ta bỏ qua cây này đi. Ta đi. Hôm nay thì có nhiều hoa để chơi các bác. Tất nhiên là mình có cái gì mình dùng đấy thôi. Ở trong nhà á. À, cây này, quăng quật như thế mà giờ nó ra hoa này. Đấy, đúng Tết luôn. Cây đào này thì cứ hết Tết là lại cắt. Mà không cắt thì nó to lắm. Nó to cao lắm. Cứ cắt thì nó tơ, nhưng mà tơ thì cành nó non ấy, nhưng nó lại hoa nó bị thưa vì cành nó non mà. Nhưng mà hoa nó sẽ to đấy. Đây có một cái hoa trà lan thì ông anh chơi nhiều hoa lắm, càn cua rồi hồ điệp biết cây nào cũng có hoa nhé, cây nào cũng có hoa, nó cao quá, cây nào cũng có hoa nhé. Nó bị ngược sáng các bạn không nhìn thấy. Đấy. Cây nào có hoa chăm lan tốt đấy. Thì có gì dùng đấy, tinh thần là như vậy không ạ? Chứ mình không phải dân chơi chuyên mà có những cái đồ đặc trưng đặc biệt đấy. Hoa đào phai nhưng mà cánh kép đây các bác nhé, tức là rất nhiều cánh. Tôi cũng chưa rõ là nó có bao nhiêu cánh nhưng mà không phải là 5 cánh nhá, còn màu sắc thì giống nhau. Cái hoa này thì nó nhiều cánh nên nó lâu tàn hơn, nó lâu rụng hơn đấy, và bên trong nó thấm dần ra đấy. Đấy là một cây nhà rất nhiều đào các bạn, nhà rất nhiều đào, nhà nhiều lắm đấy. Là cây này thì thực tế mà nói nó là một cái cốt rất là đẹp đúng không, đẹp lắm, cốt rất là đẹp. Nhưng mà không chăm được, tôi không có nhà để là nó sống được là may đấy. Đấy, nhưng mà vẫn đơm hoa và vẫn chơi được, chơi tạm. Cốt cá nó đẹp nhưng mà dăm của nó mình không chăm được, không bón được đây này. Bón được mỗi lần là năm ngoái tôi thay lên cái chậu này, còn đấy là chẳng có cái gì ăn nữa. Đấy, vẫn có hoa, vẫn sống. Đấy, tất nhiên nó xấu đi nhưng mà nó vẫn sống. Loại hoa nó đẹp hơn cái cây kia. Đó là cái cánh kép. Đấy, vẫn còn rất là nhiều nụ và để chơi Tết. Một cái nữa này, để được chơi một cái không khí Tết là cái chanh này các bạn. Hoa này, hoa. Dợp trời hoa chanh. Hoa chanh nó cũng thơm đấy các bạn ạ. Thơm đấy, và nó cũng đẹp đấy. Hoa thực tế là hoa chanh nó cũng đẹp. Đây các bạn nhé. Đấy. Có quả này, có hoa tím này. Thơm lắm. Thơm như hoa bưởi. Đấy các bác. Có một cái chanh cũng hay. Thịt gà Tết thì phải có thịt gà, mà thịt gà phải có lá chanh. Chanh tứ quý, chanh bốn mùa các. Nó hoa quả quanh năm. Đấy. Và cái cây hoa giấy này thì sắp từ bung lụa tiếp. Hoa hồng sắc pháo này thì hoa quanh năm, nhưng mà để đúng cái đợt này là nó thay toàn bộ lá này. Đấy. Để bung hoa này. Đấy. Chuẩn bị dợp trời sắc pháo ở cổng vào đây, bung lụa này, toàn là hoa đang chớm chớm này, rất thích hợp chơi Tết. Hoa giấy thì rất dễ chẳng nuôi chăm bón như này. Đấy, hoa mộc thơm ngát đây, thơm lắm các bạn, hoa mộc thơm vô cùng thơm dễ chịu. Tết nhất ngửi cái này có một cái mùi cảm giác nó rất là thanh tao và cao quý các bạn, cây địa thế rất là thơm. Hôm nay là video toàn là hoa đào, hoa ngày Tết. Đấy, thơm lắm. Nhà thì nông dân mà, chả có gì khác. Đang định đi ra mộ các cụ, mời các cụ về ăn Tết ấy. Nhưng mà mải quay phim đâu mà. Bố tôi là đi ra mời các cụ trước. Tôi thì lại một năm nữa không ra mời trực tiếp các cụ về. Đấy, thơm quá. Các
Trong khi Tết của các bác đến đâu rồi các bác comment ở bên dưới em biết và chia sẻ các bác nhé. Rất cảm ơn các bác đã nghe em lải nhải từ nãy giờ. Xin cảm ơn.